Kính thưa các bậc trưởng thượng, xin hỏi tất cả quý vị ngày hôm nay có khỏe không ạ? Dạ vâng, xin được tự giới thiệu, tôi tên là Huân và ngày hôm nay rất vui khi có mặt ở đây như là một chiếc cầu nối giữa tất cả quý vị đến với chương trình dạ tiệc thành hôn của đôi vợ chồng trẻ. Và xin được mạn phép thực my best to speak back and forth between English and Vietnamese from time to time to keep you in the same page, so please just bear with me patiently. Thank you. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm qua thì rất là nóng, hôm nay đến đây thì parking cũng như là cũng khó tìm chỗ không quý vị? Tuy nhiên, cái sự nóng bức ngoài kia cũng như cái sự bực bội của khó tìm cái chỗ mà vào nhà hàng nó không còn là cái gì là ghê gớm cả, bởi vì toàn ngày hôm nay cái niềm vui để chúng ta đến đây chúc mừng cho Anthony cũng như Melissa nó đã được trọn vẹn và nó đã cover hết rồi. Và chính vì như vậy, tất cả quý vị đã không ngại sắp xếp thời gian và có mặt ở đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ cũng như hai gia đình. Chính vì như thế, cho phép chúng tôi xin được mạn phép thay mặt gia đình cũng như là Anthony và Melissa xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách. Ladies and gentlemen, so yesterday, the day before, it was really hot out there, almost 100, you know, degree. And it's really hard for us to find a parking and also get in here. But it's not a big problem at all, because today we are here together to do one thing, it's to share the happiness with the couple and also the family. So once again, you travel a long way to be here to congratulate the couple on behalf of the couples and also the family. We'd like to thank for your presence here tonight. And we all know that three things will never ever come back. Time, speech, and also opportunity. Sometimes opportunity will come back, but time will never come back. And tonight, July 17, 2017 will never come back. And tonight, we'll celebrate together with both of them. Kính thưa tất cả quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay cũng như trong cuộc sống của chúng ta, ba yếu tố một khi đã qua đi không bao giờ quay trở lại: lời nói, thời gian và cơ hội. Cơ hội có thể quay trở lại, tuy nhiên tối ngày hôm nay 15 tháng 7 năm 2017 sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng chúng ta rất vui để cùng có mặt ở đây chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Thưa quý vị, tiếp theo đây cho phép chúng tôi xin được dành ít phút để giới thiệu đến tất cả quý vị đại diện của hai gia đình. Và xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để thứ nhất chúng tôi biết tất cả quý vị có mặt ở đây, và thứ hai để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình. Ladies and gentlemen, and now coming up next, we'll just allow us to introduce two family members. You might know them really well, but you haven't met their parents yet. So if you hear their name, just put your hand together. First, we know that you are here. Second, we congratulate once again for all of them tonight. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đứng tại bàn những bậc trưởng thượng đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đứng tại bàn ông bà nội của chú rể. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ông bà Trấn Nguyễn. Ladies and gentlemen, please join me to welcome the groom's parents. This is just right there. It's just standing at that table. Coming up next, and also join me to welcome you know, Mr. and Mrs. Talis. It's also the groom's parents. He's right here with Auntie Tan, but Grandma couldn't come because she's not feeling well today. Kính thưa tất cả quý vị, xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho ông ngoại, bà ngoại vì lý do sức khỏe nên không có mặt ở đây cùng với lại dì Thanh. Xin cảm ơn ông bà ngoại cũng như là ông bà nội đã có mặt ở đây. Con xin được cảm ơn ông ngoại. Thank you. Thưa quý vị, sau đây cho phép chúng tôi xin được giới thiệu đại diện của họ nhà trai, song thân của chú rể. And now, ladies and gentlemen, put your hands together. Join me to welcome Mr. and Mrs. Dan Nguyen. That's the groom's parents. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Tương Nguyen. That's the bride's parents. Ông bà Tương Nguyen. We have handsome and also gorgeous ladies and gentlemen. You know what? They be here
as a bridesmaid and groomsman. Okay? He's really handsome and gorgeous. So, don't forget to put your hands together. Join me to welcome Anthony's sister. That's it, Miss Angelina Nguyen and Mr. Big Peter Nguyen, our bridesmaid and groomsman. Giờ một tràng pháo tay thật lớn cho cô em gái của chú rể, thưa quý vị. That's it, Angelina Nguyen và chú rể phụ Peter Nguyen. There we go, with the first one. Now, let's join me to welcome the second couple. They're gonna be right here shortly. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón với chúng tôi, Mr. Christopher and Mrs. Hai Yen. They are best man and man of honor. It's a little, but doesn't mean that it's really nice, okay? Join me to welcome our ring boy, Dusty Weber, and two beautiful flower girls, Isabella and Emily Brown! Alright, ladies and gentlemen, are you ready to join me and welcome the bride and the groom? Thưa quý vị đã sẵn sàng để chúng ta cùng chào đón cô dâu và chú rể, thưa quý vị. Yes. Hello. If you don't mind, put your hands together, watch out your step, and then put your hand. Welcome, Mr. and Mrs. Nguyen. Right here, bride and groom, and we have right here, not two families anymore, one big family is with all of us here tonight, uncle and auntie and friends and relatives that you travel a long way to be here with the couple, with the family. Kính thưa tất cả quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay không còn là hai gia đình nữa, và hai bạn đã có tứ thân phụ mẫu và cũng như là một đại gia đình. Tiếp theo đây, cho phép chúng tôi xin được mời đại diện của gia đình sẽ có đôi lời đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời cậu uncle Harvey Nguyễn sẽ bước lên phía sân khấu này để có đôi lời với tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, I'm trying to welcome uncle Harvey Nguyễn. We'll have some words with the guest tonight.